Sau đây mình xin giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Lam Tạ phiên bản thùng ben. Chiếc xe này chở hàng rời, vật liệu xây dựng đi trong phố rất nhỏ gọn và cơ động. Chiếc xe bản thùng ben được đóng trên cơ sở của chiếc xe Lam Tạ nên về máy móc khô gầm nó vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ khác nhau phần thùng. Thùng ben đã được trang bị sẵn ít thủy lực. Đây là chiếc thùng ben của xe Lam Tạ, rất chắc chắn. Phần thành thùng, phần xương thùng làm rất cẩn thận và chắc chắn. Phía dưới chúng ta còn có một cái hộp để đồ, hộp kỹ thuật nữa. Đây, trong phiên bản thùng ben sẽ có thêm một cần điều khiển. Đây, cần màu đỏ này. Còn lại về cơ bản thì nó vẫn là chiếc xe Lam Tạ. Chiếc xe này rất thích hợp để chúng ta chạy chở vật liệu xây dựng, các hàng rời đi trong phố mà cần phải đổ bằng ben. Để biết thêm về cái bản xe Lam Tạ cũng như là các dòng xe su cấp, su 7 tạ của Suzuki đang có chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn, cả giảm giá và tặng phụ kiện. Để biết thêm chi tiết về giá của chiếc xe này cũng như các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Nhớ ấn like và subscribe kênh của mình để đón xem video tiếp theo. Xin cảm ơn.